Mặc Vũ Vân San, phân cảnh đột phá về diễn xuất của Ngô Cẩn Ngôn. Cảnh Khương Lê Ngô Cẩn Ngôn chơi đàn được đánh giá là một trong những phân cảnh đắt giá nhất cho đến thời điểm hiện tại. Vụ cá cược giữa nhóm của Khương Lê, Tiết Phương Phỉ, Ngô Cẩn Ngôn và nhóm của nhị công tử Lý Gia Lý Liêm, mặc dù tình tiết này chỉ gói gọn trong hai tập diễn biến nhanh, nhưng vẫn thể hiện được thế mạnh và phần nào nội tâm của các nhân vật phụ. Mở đầu là màn so tài đồng hạng 1 của Diệp Thế Kiệt, Trầm Hâm Hải, Giỏi Văn Chương. Sau đó là Khương Cảnh Duệ, Hà Phụng Thiên chơi cờ thắng Thẩm Như Vân, em gái của Thẩm Ngọc Dung, Nương Vĩnh Kỳ giành được hạng 5. Phân cảnh thi đánh cờ giữa Khương Cảnh Duệ và Thẩm Như Vân được sắp đặt khá hay, giống như một cách dàn mặt em gái của Thẩm Ngọc Dung, bởi cách chơi và khiêu khích của Cảnh Duệ gợi nhớ đến cách đánh cờ mà Tiết Phương Phỉ từng dạy Thẩm Như Vân. Phần thi bắn cung của Liễu Như cũng được dàn dựng rất đẹp mắt. Phía Khương Lê, Khương Cảnh Duệ và Diệp Thế Kiệt mất đà kéo dây vì có người giở trò khiến Liễu Như suýt bị ngã. Tuy nhiên, cô đã xuất sắc bắn vỡ bóng màu trong tư thế treo ngược người, đảo ngược tỷ số và giành chiến thắng. Với kết quả trên, Khương Lê buộc phải đánh bại muội muội Khương Nhược Sao, Lưu Tá Ninh ở phần thi đàn, thi nhóm của cô mới đứng nhất. Được biết, Khương Nhược Sao vốn có năng khiếu về đàn, lại được mẹ ruột Quý Thục Nhân Trần Kiều Ân mời nhiều thầy dạy dỗ. Không biết vô tình hay cố ý, Khương Lê được sắp xếp thi ngay sau Khương Nhược Sao. Nếu muội muội chọn bản nhạc khó nhất thế gian, cô lại đàn khúc nhạc dân gian bình thường được chính mình phổ lại. Ngoại trừ Thẩm Ngọc Dung và Tiêu Quốc Công, Tiêu Hoành, Vương Tinh Việt, không ai hiểu cô đang bộc bạch nỗi bi ai và oán hận của mình thông qua cầm phổ. Cảnh Khương Lê chơi đàn được đánh giá là một trong những phân cảnh đắt giá nhất cho đến thời điểm hiện tại. Với nỗi căm hận trong lòng, Tiết Vương Vĩ trong thân phận của Khương Lê đàn tới tay chảy máu, nước mắt không ngừng rơi, nhìn về phía người chồng đã sát hại mình. Diễn xuất bằng mắt của Ngô Cẩn Ngôn nhận được nhiều lời khen bởi đã thể hiện nỗi ai oán đau thương của Tiết Phương Phỉ. Một bình luận trên CNET khen rằng đôi mắt của nữ chính Mặc Vũ dân gian rất đẹp, mong manh nhưng không nhu nhược mà vô cùng kiên cường. Đạo diễn đã sử dụng thêm đồ họa để có thể thể hiện được cảnh giới cầm nghệ tuyệt đẹp trước mắt của Khương Lê và Khương Nhược Sao. Xem tạo hình thần tiên của Ngô Cẩn Ngôn trong cảnh đánh đàn, nhiều khán giả tỏ ra thích thú và khen ngợi sự sáng tạo của đội sản xuất.